Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các diện tích cây nông nghiệp ngập úng cục bộ do mưa kéo dài đã được tiêu thoát kịp thời. Trồng ổi lê Đài Loan ở xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm cho hiệu quả kinh tế cao. Hộ gia đình sản xuất trứng gà sạch ở Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Tích cực lai tạo đàn bò Brahman đỏ để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Ân Thi còn nhiều điểm vi phạm hành lang công trình thủy lợi. Hiệu quả từ mô hình trường học mới Vân An ở Khoai Châu. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ môi trường và trao tặng xe gom rác cho Tổ vệ sinh môi trường khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Tạ Hồng Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Đoàn Văn Hòa, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Hội nghị đã tuyên truyền hướng dẫn cho trưởng các chi hội đoàn thể, trưởng khối dân vận và thành viên các tổ thu gom rác, các biện pháp bảo vệ môi trường như phân loại rác thải, biện pháp xử lý rác thải làm phân hữu cơ, cách sử dụng chế phẩm sinh học. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ dân vận các cấp, các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Ban Dân vận tỉnh ủy trao 5 xe gom rác cho Tổ vệ sinh môi trường khu phố Xích Đằng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy yêu cầu các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến luật bảo vệ môi trường, tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường, tiếp tục đổi mới, nâng cao nội dung tuyên truyền đến từng người dân để gắn phát triển kinh tế với công tác bảo vệ môi trường. Các tổ vệ sinh môi trường cần đề cao trách nhiệm, tiếp tục cùng nhân dân nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Trong 3 ngày qua, mưa lớn xuất hiện trên địa bàn tỉnh với lượng mưa trung bình trên 100mm. Trong đó, lượng mưa cao nhất ở thành phố Hưng Yên, huyện Ân Thi, huyện Tiên Lữ và huyện Phù Cừ đã làm ngập úng cục bộ một số diện tích hoa màu. Đợt mưa không ảnh hưởng đến diện tích lúa xuân, song có một số diện tích rau màu nằm xen kẹp bị ngập nước. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã huy động 21 trạm bơm với 89 tổ máy hoạt động và mở cống võng phan để tiêu nước. Đến nay không có diện tích lúa hoa màu bị úng ngập kéo dài do các địa phương không quy hoạch vùng chuyển đổi hợp lý dẫn đến công tác tiêu nước gặp nhiều khó khăn. Hiện nay trong quá trình bàn giao các trạm bơm dã chiến về công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh, các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các địa phương đều đã chủ động gạn tháo nước trên các diện tích để bảo đảm lúa sinh trưởng và phát triển. Mạnh dạn thầu thêm đất, chuyển từ trồng lúa sang trồng ổi lê Đài Loan, mỗi năm gia đình anh Nguyễn Trọng Sơn ở thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm đã thu lãi hàng trăm triệu đồng. Hai vợ chồng anh Sơn, chị Hương vốn là người ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Tuy nhiên tại quê, tìm được khu đất có diện tích lớn để mở rộng quy mô không hề dễ. Nhờ người quen giới thiệu, năm 2006, anh chị đã mạnh dạn vay vốn đấu thầu diện tích đất nông nghiệp thuộc thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, chuyển đổi từ trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây cảnh cây ăn quả. Trong đó diện tích trồng ổi lê Đài Loan là khoảng 1 mẫu. Anh chị cho biết giống ổi lê tương đối dễ trồng, chi phí thấp và nhanh cho thu hoạch. Thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch là 7 tháng và cho thu quanh năm. Trung bình mỗi tháng, một mẫu ổi của gia đình cho thu từ 1 đến 2 tấn quả. Tổng sản lượng cả năm đạt gần 20 tấn, với giá bán dao động từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, trừ chi phí gia đình anh thu lãi trên 100 triệu đồng. Nhận thấy thị trường đang có nhu cầu những sản phẩm sạch cao, trong đó có trứng gà, anh Nguyễn Văn Quyết ở thôn 1 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã đầu tư trên 500 con gà mái đẻ nuôi trứng sạch. Giống gà gia đình anh Quyết nuôi là giống gà Ai Cập đẻ trứng dày, thức ăn của gà chủ yếu là ngô và cám gạo. Khác với sản xuất trứng thường, sản xuất trứng gà sạch phải chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp là quy trình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp nhằm đạt được năng suất cao, chất lượng tốt và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sản xuất trong môi trường không ô nhiễm. Từ khâu thiết kế chuồng trại hợp lý, con giống có nguồn gốc rõ ràng, vệ sinh khử trùng tiêu độc, quản lý chất thải, tiêm chủng phòng dịch bệnh theo đúng lịch trình quy định của ngành thú y, định kỳ kiểm tra kháng thể virus cúm gà, vân vân. Vì vậy, gà khỏe mạnh, không mắc bệnh, chất lượng trứng cao. Bình quân mỗi ngày đàn gà cho từ 350 đến 370 quả trứng. Sản phẩm trứng gà sau khi được thu gom về sẽ được xử lý sạch, sau đó được phân loại, dán tem và đóng hộp. Sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội và các cửa hàng bán sản phẩm nông lâm thủy sản đã được xác nhận kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi trong chương trình Địa chỉ xanh, nông sản sạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Với chất lượng và sự cạnh tranh về giá cả, sản phẩm trứng gà sạch của gia đình anh Quyết được tiêu thụ thuận lợi. Trung bình trừ chi phí, gia đình anh đã có lãi gần 10 triệu đồng một tháng. Trong thời gian tới, anh Quyết sẽ có kế hoạch mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sau gần một năm thực hiện cải tạo đàn bò Lai Xin thành đàn bò Lai Brahman đỏ, cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người chăn nuôi. Gia đình bà Hoàng Thị Bái ở thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên nuôi bò sinh sản nhiều năm nay. Hai con bò mẹ cho thụ tinh giống bò Brahman đỏ đẻ ra hai bê con đã có sự khác nhau rõ rệt so với phối giống truyền thống. Bê to khỏe, vóc dáng lớn hơn hẳn so với bê cùng lứa. Tôi so sánh giữa ba hai con heo mang đỏ thì tôi thấy là con heo mang đỏ là rất là nổi trội. Vừa là do thể hình và hình dáng của nó là đều vượt trội so với này bò nhảy trực tiếp. Theo tôi là giống bò này là rất phù hợp với người nông dân chăn nuôi chúng tôi. Anh Vũ Đức Toan, thôn Đông Hưng, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động phát triển chăn nuôi bò từ năm 2015. Hiện gia đình anh nuôi 7 con bò sinh sản. Thực hiện chương trình lai hóa đàn bò có chất lượng tốt hơn, anh đều áp dụng thụ tinh giống bò Brahman đỏ. Gia đình tôi là có mua cái bò này, tôi cũng mới nuôi, thế thì tôi cũng mời nhân viên đến thụ tinh nhân tạo. Thế là cho bò tôi hiện giờ chở 4 con, còn một con đang theo dõi. Với chương trình phát triển nhanh đàn bò Brahman đỏ trong năm qua, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã chú trọng công tác tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi bò. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật đến từng hộ dân hướng dẫn và tuyên truyền về lợi ích cũng như cách lai tạo đàn bò truyền thống để có giống bò chất lượng hơn. Qua các lớp tập huấn này, kỹ thuật của cái Sở Khoa Công nghệ, người dân đã nhận thức được cái việc mà cái lợi nhuận của cái việc tự nhiên tạo này mang lại cho người ta thì là người ta đã tập trung vào làm gọi dẫn tinh viên để thụ tinh nhân tạo nhiều và nó tăng lên tỷ lệ, nó tăng lên tầm 40-50% so với lại cả những năm trước đây. Sau gần một năm triển khai tại Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang, Phù Cử và thành phố Hưng Yên, Ban Quản lý Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh đã thụ tinh cho trên 4.000 con, tỷ lệ thành công đạt hơn 70%, cho ra đời bê lai Brahman đỏ. Qua báo cáo kết quả, khẳng định đến nay thì chương trình bò Brahman đỏ đã bước đầu đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể là đến bây giờ là đã có 6 trên 10 huyện đã triển khai chương trình này. Và đến ngày hôm nay tôi rất phấn khởi là đã có 4 con bò cái đã sinh sản. Kết quả thì về trọng lượng, đấy, về góc độ, về sinh sản, trọng lượng nó đều cao hơn. Và tôi cho rằng đây là bước đầu thắng lợi. Và cũng mong muốn trong thời gian tới cũng đề nghị nhân dân, đề nghị mọi cấp chính quyền sẽ ủng hộ để chương trình Bữa Nam Đỏ sẽ phát triển thành công. Đây cũng là kết quả bước đầu thực hiện chương trình phát triển nhanh đàn bò Brahman đỏ để phấn đấu theo đúng lộ trình kế hoạch giai đoạn 2015-2017 cải tạo đạt 70% đàn bò Brahman đỏ và cho đến năm 2020 đạt 100% trong toàn tỉnh, giúp tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, nói để mọi người nghe, trước hết mình phải làm giỏi. Với suy nghĩ như vậy, Bí thư đoàn xã Đại Tập, huyện Khoái Châu Phạm Văn Tuân đã xây dựng được mô hình trang trại VAC cho thu nhập khá, được nhiều thanh niên địa phương học tập, làm theo. Trước thực trạng những năm gần đây, nhiều thanh niên ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu nói riêng và các địa phương khác đi tìm việc làm ở các thành phố, khu công nghiệp, nhưng Phạm Văn Tuân thì lại chọn cho mình hướng đi khác. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Tuân ở lại địa phương tham gia công tác đoàn. Với sự năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết, năm 2009, Tuân được tín nhiệm bầu vào ban chấp hành đoàn xã, đến năm 2012 làm phó bí thư đoàn xã, đến năm 2014 làm bí thư đoàn xã. Trong thời gian tham gia công tác đoàn, Tuân luôn trăn trở muốn thu hút đoàn viên thanh niên tham gia câu lạc bộ phát triển kinh tế thì mình phải làm trước để có kiến thức làm và truyền đạt cho thanh niên. Tuân tìm hiểu, học từ các sách hướng dẫn và đi học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các mô hình trang trại ở các huyện khác và bắt đầu nhen nhóm ý tưởng xây dựng mô hình trang trại VAC. Năm 2014, anh thuê 3,6 mẫu đất
của một số người dân có ruộng trũng không canh tác ở ngoài bãi xã Đại Tập. Tuân xây dựng trang trại khép kín và tính toán khu đất nào để nuôi lợn, khu đất nào để trồng chuối, trồng cây ăn quả. Còn diện tích đất kém màu thì anh thuê máy xúc đào ao thả cá. Ước muốn từ nhỏ là được làm chủ một cái trang trại do chính bản thân mình gây dựng lên. Cấp trên có triển khai về xây dựng cái mô hình kinh tế thì mình cũng phải gương mẫu trong cái việc phát triển kinh tế để các anh em đoàn viên thanh niên được học tập theo và cùng làm theo để làm sao đưa cái phong trào đoàn của cơ sở mình mạnh hơn nữa. Đến nay, trang trại nuôi trên 100 con lợn thịt cho thức ăn sạch, vườn cây chủ yếu trồng chuối tây kết hợp trồng xen canh cây bưởi diễn, cây chanh đào. Khi cây ăn quả lớn cho thu hoạch, anh sẽ bỏ chuối để tập trung chăm sóc cây bưởi diễn và chanh đào. Sau 2 năm, khu đất bỏ hoang trước kia nay đã trở thành một trang trại VAC khép kín, mỗi năm thu lãi trên 200 triệu đồng. Ngày 18 tháng 5 năm 2016, tại huyện Mỹ Hào đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm một người thiệt mạng. Vụ án xảy ra tại trường mầm non Tư Thục Bình Minh thuộc thôn Sài Phi, xã Minh Đức. Chị Đặng Thị Hà sinh năm 1970 là chủ cơ sở mầm non cùng với hai đồng nghiệp đang trông trẻ thì bất ngờ có một người đàn ông xông đến tấn công chị Hà. Hai bên giằng co lời qua tiếng lại, sau đó đối tượng đã chạy xuống bếp của trường mầm non lấy một dao nhọn rồi ra tay đâm thẳng vào chị Hà. Do vết đâm sâu khiến chị Hà bị đứt động mạch chủ và tử vong ngay sau đó. Sau khi ra tay sát hại chị Hà, đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường và tiếp tục có những hành vi kích động. Đối tượng sau đó đã bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ là Bùi Văn Dâng, sinh năm 1971, cùng chú tại xã Minh Đức, là chồng cũ của nạn nhân. Được biết hai người mới ly hôn và có mâu thuẫn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hiện nay trên địa bàn huyện Ân Thi còn tồn tại 239 điểm vi phạm công trình thủy lợi cần được giải tỏa. Trong đó vi phạm về xây dựng nhà kiên cố có 73 trường hợp, nhà cấp 4 công trình phụ lều quán là 54 trường hợp, san lấp trồng cây trái phép 41 trường hợp, các vi phạm khác là 71 trường hợp. Các xã có nhiều vi phạm là Vân Du, Bắc Sơn, Bãi Sậy và thị trấn Ân Thi. Tập trung chủ yếu ở các trục sông như sông Quảng Lãng, sông Bốn, sông Tam Đô và sông Trương Đìa. Đây là các trường hợp vi phạm tồn tại lâu năm, chưa bị xử lý dứt điểm, đòi hỏi huyện cần tập trung giải tỏa dứt điểm vi phạm, không để tái vi phạm sau giải tỏa. Hiện nay, tại thôn Văn Dương, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, đang tồn tại hàng trăm hộ xây dựng công trình trên lưới điện 220V. Nhiều gia đình còn luồn dây điện 3 pha qua nhà, khiến tình trạng mất an toàn điện tại đây luôn rình rập cuộc sống của họ. Vi phạm lưới điện chủ yếu tập trung tại khu vực triển khai đường điện G2 dọc đường trục chính đi vào Ủy ban Nhân dân xã. Được biết diện tích đất và khoảng không có đường điện đi qua nằm trong hành lang giao thông đường bộ và hành lang lưới điện. Do việc quản lý của chính quyền địa phương chưa chặt chẽ khiến các hộ lấn chiếm và xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Dù ngành điện đã lập biên bản vi phạm nhưng để giải tỏa triệt để vi phạm đòi hỏi sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương nơi đây. Sau một năm thực hiện tại cấp trung học cơ sở, mô hình trường học mới Fernand đang dần khẳng định ưu thế so với phương pháp dạy học truyền thống. Ghi nhận những kết quả đạt được tại huyện Khoái Châu, nơi có số trường áp dụng mô hình này nhiều nhất trong toàn tỉnh. Khác hẳn với sự bỡ ngỡ nhút nhát của những buổi đầu năm học, các em học sinh lớp 6C của trường trung học cơ sở Bình Minh giờ đây tự tin hoạt bát và hứng thú với các giờ học, kể cả trong những buổi học cuối của năm học. Theo đánh giá của các giáo viên, lượng kiến thức trong chương trình không có nhiều thay đổi so với chương trình cũ, nhưng cách thiết kế xây dựng chương trình ở mô hình trường học mới này chú trọng phát triển nhiều hơn những kỹ năng mềm. Trong mỗi giờ học, các em đều trải qua các hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi và hoạt động nhóm để vừa rèn tính tự học, vừa giúp các em hỗ trợ nhau học tập. Cách thiết kế các bài học cũng giúp các em có nhiều kênh thông tin khi tiếp cận vấn đề, không chỉ học ở thầy cô mà còn ở bạn bè, gia đình, nên các em được chia sẻ nhiều và có những hiểu biết đi vào thực tế hơn. Sau một năm được học mô hình trường học mới này thì em có thể đưa ý kiến của mình ra trước nhóm và đưa ý kiến của nhóm ra trước lớp và có thể giúp đỡ các bạn trong nhóm khi gặp khó khăn và em có mạnh dạn hơn. Trong tất cả các hoạt động thì các bạn đều phải tham gia và nhất tất cả những cái bạn nhút nhát thì cũng phải tham gia. Nhưng mà khi tham gia những cái hoạt động này thì sẽ giúp các bạn bớt nhút nhát đi hơn ạ và sẽ dần trở nên mạnh dạn và tự tin hơn.
Với các giáo viên trường Trung học cơ sở Nhuế Dương, thay vì thời gian soạn giáo án, các thầy cô tập trung nghiên cứu sâu hơn những nội dung của bài giảng để có thể giải đáp mọi thắc mắc của các em học sinh trong quá trình các em tự khám phá tri thức và dành nhiều thời gian quan tâm cụ thể đến từng học sinh để có những điều chỉnh hợp lý giúp các em tiến bộ. Điều mà tập thể giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Nhuế Dương tự hào nhất chính là khả năng giao tiếp tự tin và lưu loát mỗi khi có ai đó đến tham quan nhà trường. Nhà trường đã đào tạo được một cái khối lớp các cháu ít tuổi nhất so với nhà trường, nhưng các cháu đã có cái kỹ năng sống rất là tốt, chủ động, sáng tạo và có cái kỹ năng giao tiếp rất là tốt. Mô hình trường học mới của khối 6 là gần như là thổi cái luồng sinh khí mới vào nhà trường, giúp cả thầy và trò là tự tin hơn trong dạy và học. Năm học 2015-2016, huyện Khoái Châu có 14 trường trung học cơ sở đăng ký thực hiện mô hình trường học mới. Dù cơ sở vật chất ở nhiều trường chưa đạt so với quy định của mô hình trường học mới, nhưng qua cách học giúp học sinh chủ động trong học tập, tự tin, năng động. Điều này chứng tỏ mô hình trường học mới thực sự trở thành một xu thế tất yếu mà các nhà trường phải thực hiện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, từng xông pha nơi chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ luôn phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Hội cựu chiến binh xã Hoàn Long hiện có 437 hội viên. Những năm qua, hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Tiêu biểu là phong trào xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, cựu chiến binh xã đã gương mẫu đi đầu vận động gia đình, người thân ủng hộ gần 700 triệu đồng để làm đường giao thông, xây dựng, sửa chữa các công trình tâm linh. Ở Hoàn Long, hầu hết cựu chiến binh canh tác nông nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn. Để cải thiện đời sống, cựu chiến binh xã luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Quỹ Nghĩa tình Đồng đội được thành lập năm 2001. Mỗi hội viên tự nguyện đóng góp 50.000 đồng một năm, tạo thành nguồn hỗ trợ các cựu chiến binh có nhu cầu vay vốn sản xuất. Đến nay, nguồn quỹ huy động được là 240 triệu đồng. Ngoài ra, họ còn giúp nhau về con giống, cây trồng, kỹ thuật canh tác. Nhiều hội viên nhờ nhận được sự hỗ trợ kịp thời đã vươn lên làm giàu, tiêu biểu như cựu chiến binh Nguyễn Văn Phóng với mô hình sản xuất kinh doanh đồ gỗ, cựu chiến binh Lê Hải Hậu, Trần Duy Hưng phát triển mô hình trang trại tổng hợp. Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thiết thực hiệu quả, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ đã giúp nhiều chị em vượt lên khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, từng bước xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Đoàn Đào có hơn 1.500 hội viên tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội. Với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của các hội viên, Hội Phụ nữ xã đã có nhiều cách làm thiết thực giúp các hội viên phát triển kinh tế gia đình. Hội đã vận động các hội viên đóng góp tiền để gây dựng quỹ tiết kiệm. Đến nay, số tiền quỹ của hội lên tới gần 138 triệu đồng cho hội viên vay không lấy lãi. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã Đoàn Đào còn tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 500 hội viên vay với số tiền hơn 11 tỷ đồng để phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học. Ngoài ra, hội còn đưa một số nghề tiểu thủ công nghiệp như thêu hạt cườm, đan chiếu trúc, may công nghiệp, tạo thêm việc làm cho hơn 260 hội viên với thu nhập gần 4 triệu đồng một người một tháng. Bằng nhiều cách làm khác nhau, Hội Phụ nữ xã Đoàn Đào đã giúp được 225 gia đình hội viên thoát nghèo. Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, ngày 25 tháng 5, huyện Yên Mỹ đã tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2016. Tham dự giải có 6 đội bóng chuyền nam và 4 đội bóng chuyền nữ thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội vào bán kết. Sau 12 trận đấu sôi nổi, đội tuyển bóng chuyền xã Hoàn Long giành giải nhất nội dung của nam và đội tuyển bóng chuyền xã Đồng Than giành giải nhất nội dung của nữ. Trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Mai Động, huyện Kim Động, nhiều hộ giàu lên từ nuôi bò sữa. Anh Phạm Xuân Tư, xã Hồ Tùng Mậu, gương thanh niên tiêu biểu. Huyện Phù Cừ còn nhiều điểm vi phạm hành lang đê. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Có mặt tại Nhật Bản hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói lời xin lỗi về trường hợp một phụ nữ Nhật bị giết hại bởi một cựu binh Mỹ tại Okinawa. Sự việc này đe dọa phủ bóng đen lên chuyến thăm lịch sử của ông Obama tới Hiroshima.
Tổng thống Mỹ đã tới Nhật Bản hôm thứ Tư để tham dự cuộc họp của G7 tổ chức tại Tokyo. Tại đây, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Shinzo Abe, ông Obama đã gửi lời chia buồn chân thành và sự hối hận sâu sắc đến trường hợp một phụ nữ Nhật bị giết hại bởi một cựu binh Mỹ. Ông nhấn mạnh công lý sẽ được thực hiện dưới hệ thống pháp luật Nhật Bản và hai nước sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện. Cảnh sát Nhật Bản trong tuần trước đã bắt giữ Kenneth Franklin Shizato, một cựu hải quân Mỹ làm việc tại căn cứ không quân Kadena ở Okinawa vì tình nghi giết hại một phụ nữ 20 tuổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua tuyên bố phóng thích cho nữ phi công Ukraine Nadia Shevchenko đang bị giam giữ tại Nga. Nữ phi công này được trao đổi với hai binh sĩ Nga bị bắt tại miền đông Ukraine hồi tháng 5 năm ngoái với hàng loạt tội danh mà phía Ukraine quy kết. Máy bay chở hai binh sĩ Nga, những người trước đó bị nhà chức trách Kiev kết án 14 năm tù vì các tội danh tiến hành chiến tranh xâm lược, tiến hành hoạt động khủng bố cùng nhiều tội danh khác, đã hạ cánh xuống một sân bay ở thủ đô Moscow. Trong khi đó, nữ phi công Ukraine cũng đang có mặt trên chuyến bay trở về nước theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai nước. Phản ứng trước sự kiện trên, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Ngoại trưởng Đức Steinmeier đã hoan nghênh động thái của cả hai bên. Nhóm Taliban chi nhánh ở Afghanistan hôm 25 tháng 5 xác nhận đã có thủ lĩnh mới sau khi người đứng đầu là thủ lĩnh Massoud thiệt mạng trong cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ tuần trước. Trong tuyên bố gửi đến truyền thông, nhóm Taliban công bố thủ lĩnh mới là Mullah Akhundzada, một trong hai phó tướng của Mansour. Phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan cũng khẳng định thủ lĩnh mới của họ đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu. Akhundzada tuyên bố Taliban sẽ không bao giờ cúi đầu. Trước đó, người phát ngôn của Taliban ở Afghanistan đã xác nhận thủ lĩnh của phong trào này Mansour thiệt mạng ở Pakistan khi chiếc xe chở hắn bị trúng tên lửa từ máy bay không người lái của Mỹ. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và lựu đạn khói để giải tán những người biểu tình phản đối ông Donald Trump bên ngoài trung tâm hội nghị Albuquerque ở tiểu bang New Mexico. Biểu tình bên ngoài trung tâm hội nghị Albuquerque, nơi ông Donald Trump vận động tranh cử ở New Mexico trong buổi tối thứ Tư theo giờ địa phương, đã biến thành bạo động khi những người biểu tình đốt áo tranh cử, chai nhựa, lật đổ nhiều thùng rác và phá các rào chắn của cảnh sát. Cảnh sát đã phải sử dụng đến hơi cay và lựu đạn khói, ít nhất một người đã bị bắt và một số cảnh sát bị thương. Đụng độ tiếp tục xảy ra suốt đêm, ngay cả sau khi ông Trump và khoảng 4.000 người ủng hộ rời khỏi trung tâm. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích cuộc biểu tình này, gọi những người tham gia là côn đồ và tội phạm. Trong ngày thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm tỷ giá tham chiếu đồng tiền nước này thêm 0,3%. Mức cắt giảm này khá nhỏ và không gây ra nhiều xáo trộn trên thị trường quốc tế, song cũng đã đưa giá trị đồng nhân dân tệ về mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Tỷ giá tham chiếu được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt ra mỗi ngày. Theo ý kiến của các chuyên gia, động thái này của Trung Quốc là để đón đầu trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất dự trữ liên bang, khiến cho đồng đô la Mỹ mạnh hơn. Ngoài ra, còn có phân tích cho rằng đây là dấu hiệu mâu thuẫn giữa chính sách điều hành kinh tế của các lãnh đạo Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là muốn tập trung đẩy mạnh phát triển thông qua cải cách, đặc biệt trong khu vực nhà nước. Ngược lại, Thủ tướng Lý Khắc Cường muốn tập trung hơn vào việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%. Trong năm nay, chính quyền Scotland sẽ khởi công nhà máy phong năng nổi lớn nhất thế giới ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này. Nhà máy phong năng trên biển do công ty năng lượng Statoil của Na Uy điều hành dự kiến đạt công suất 30 MW. Công trình này có tới 5 tuabin được xây dựng cùng khu vực. Mỗi tua bin nổi sẽ cho công suất 6 MW, đủ cung cấp điện cho 20.000 hộ dân vào cuối năm 2017. Theo ước tính, hơn 90% nhà máy phong năng ven bờ được lắp đặt ở Bắc Âu và Liên minh châu Âu đặt mục tiêu sản xuất 20% điện từ nguồn năng lượng tái tạo này vào năm 2020 do tiềm năng của các nhà máy phong năng nổi khá lớn. Nhà máy phong năng nổi cũng đang gia tăng ở các khu vực khác trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.